Kính mời các bạn cùng lắng nghe audio đam mỹ Ẩn Trung Tác giả Dư Trình Thể loại Nguyên sang hiện đại ABO Gương vỡ lại lành Trước ngược sau ngọt Sông phương thầm mến Một nhân một Happy ending Văn án Bảy năm trước vào một ngày mưa Đêm ấy đường chung một tay cầm chiếc cặp vừa mua Một tay cầm dù Lạnh lùng đứng trên bậc thang nhìn Doãn Kham Thành âm dường như còn lạnh hơn cả mưa Về sau đừng gặp nhau nữa Bảy năm sau Cũng vào một ngày mưa Cũng là ban đêm Đường chung ở dưới tầng chung cư của Doãn Kham Cả người ướt sủng vô cùng chật vật Vậy mà lại ngẩng mặt lên cười đến tươi tắn Không phải anh đã nói Nếu sau này không còn nơi nào để đi Thì có thể đến tìm anh sao Tin tức tố của đường chung có hương vị của cỏ xanh năm đó mưa như trút cũng không thể xóa hết mùi hương đến từ người khác ép doãn kham phải rút lại bàn tay vương về phía cậu mà lúc gặp lại nước mưa ẩm ướt chỉ khiến mùi hương thơm ngát lan tỏa trong không khí thêm tươi mát sạch sẽ đến mức dường như trong nhiều năm qua chỉ bị mình doãn kham chạm vào ngoài lạnh trong nóng alpha công mỹ nhân lạc quan minh tinh omega thụ thế giới giả lập abo gương vỡ lại lành từ vườn trường đến xã hội, nghề nghiệp đều là phong nền phục vụ cho chuyện tình cảm. Phần sau có cẩu huyết, happy ending, nhịp điệu xuyên suốt bộ truyện là bình đạm chua chua ngọt ngọt. Toàn văn 71 chương, 4 phiên ngoại. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Phần 1 7 giờ rưỡi tối, Doãn Kham vừa kết thúc một buổi giải phẫu dài 6 tiếng đồng hồ. Anh quay về phòng thay đồ cởi khẩu trang ra, đổi lại bộ quần áo kháng khuẩn, cúi người xuống bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, khoát nước lên mặt mình. Nước lạnh tới rùng mình, tinh thần vì căng thẳng quá độ mà ể ải cũng theo đó phấn chấn lên một chút. Lúc ngẩng đầu nhìn chiếc gương đối diện, tiếng nước nhỏ giọt đã dừng lại. Doãn kham nhìn hai giọt nước chảy dọc trên má, lắng nghe tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ trong bầu không khí yên lặng, ngẩn ra tại chỗ không biết đang nghĩ gì. Mãi đến khi có đồng nghiệp bước vào mới lấy lại tinh thần, ngồi trong văn phòng viết xong báo cáo hôm nay doãn cam thay quần áo bước vào thang máy xuống đại sảnh tầng 1 đi ra khỏi cửa thang thì gặp được y tá giang Giao đang cầm bản ghi chép bác sĩ doãn tan làm rồi à cô gái cười cười tiếp lời anh chiều nay người bạn kia của anh đã chụp phim rồi không có gì đáng ngại chỉ bị trặt chân thôi nằm trên giường tỉnh dưỡng là tốt ngay anh đừng lo lắng quá nghe đến chữ bạn doãn cam đầu tiên là kinh ngạc sau đó gật đầu nói Phiền cô rồi Vừa đi ra ngoài được hai bước Lại bị giang dao gọi lại Bên ngoài đang mưa Bác sĩ Doãn không mang ô à Doãn kham hai tay trống trơn nhìn ra ngoài cửa Bây giờ mưa còn lớn hơn cả ban nãy Gió thổi nước mưa tạt sang một bên Trông cứ như trải ra một tấm màn mỏng trước mắt Vạn vật trên thế gian đều trở nên mờ ảo khó nhận Giang dao tiến lên Lấy ra một chiếc ô che Mưa lớn quá Anh lấy cái này dùng đi Doãn Kham vừa muốn từ chối y tá giang đã nhanh chóng nhét nó vào trong tay anh hôm nay tôi phải trực ca đêm không cần dùng ô chờ mai anh đi làm trả lại tôi là được rồi đã nói đến như vậy nếu từ chối thì có vẻ vô tình quá doãn kham bèn nói cảm ơn cầm theo ô đi ra ngoài từ bệnh viện đi thẳng ra chính là trạm tàu điện ngầm chỗ ở của doãn kham cách bệnh viện không xa hơn nữa nơi đây là đoạn đường giao thông huyết mạch thường xuyên bị kẹt xe cho nên thường ngày anh rất ít khi lái xe đi làm mà tàu điện ngầm chỉ cách có bốn trạm là con đường nhanh chóng dễ đi nhất bởi vì trời mưa nên hôm nay tàu điện ngầm vô cùng đông khách cửa xe vừa mở hành khách bên trong lập tức nối đuôi nhau ùa ra người bên ngoài hối thúc người bên trong doãn Kham tránh khỏi dòng người chờ bọn họ lên hết rồi mới từ từ đi xuống cửa ra tàu điện ngầm có rất nhiều người tập trung trú mưa tụ tập doãn Kham nghiêng người đi sang bên cạnh đồng thời bật ô lên một chiếc lá bị mưa tạt rơi xuống đỉnh đầu trượt khỏi ô che cuối cùng xoay một vòng rơi xuống cạnh chân doãn kham ngửa đầu hít sâu một hơi không khí ẩm ướt thì ra đã vào thu rồi điểm tốt nhất khi ở một mình là có thể tùy tiện ăn uống không cần phải nghĩ đến người khác doãn kham ghé vào một tiệm ăn bên đường gọi một đĩa rau trộn nghĩ đến trong nhà vẫn còn thừa non nửa quả bí đao có thể cắt ra nấu canh ăn tạm lúc đi đến cửa tiểu khu lại nhận được điện thoại của hạ gia huân có lẽ do nghe thấy tiếng mưa rơi nên Hạ Gia Huân hỏi. Mưa lớn vậy mà anh Doãn còn đang ở ngoài à? Doãn Cam chuyển túi ni lông qua tay đang cầm ô, nâng di động đặt sát vào tay. Vừa tan làm. Anh lại bất cẩn không mang ô đúng không? Doãn Cam ừ một tiếng. Lúc ra khỏi nhà trời không mưa, bạn tôi cho mượn. Để em đoán nha. Hạ Gia Hưng hào hứng. Là y tá Giang đúng không? Lần trước em thấy cô ấy vừa gặp anh là đỏ mặt. Chà, em đúng là lo chuyện bao đồng rồi Chỉ bằng sự nổi tiếng của anh Doãn đây Có quãng chỗ nào mưa cũng không tạt được Ngữ điệu của Doãn Kham vẫn bình đạm như cũ Đừng có nói nhảm nữa Có gì thì nói Hạ Gia Huân bèn đi thẳng vào vấn đề Vẫn là chuyện hợp lớp thôi Lớp trưởng lại gọi điện thoại tới Hy vọng anh có thể đến Doãn Kham đạp lên vũng nước động phía trước Cự tuyệt không chút suy nghĩ Thôi đi, tuần sau tôi có 6 ngày phải khám bệnh Tìm không ra thời gian rảnh Không phải lên bàn mổ rồi sao Còn chẳng khám cái gì nữa Lên bàn mổ cũng chỉ làm phụ tá mà thôi Doãn cam đáp Có bác sĩ nào lại không ngồi khám bệnh sau khi tốt nghiệp thạc sĩ rồi chuyển đến bệnh viện đứng top 3 đã được một năm, Doãn Kham sắp thoát khải thân phận thực tập cũng không hề sốt ruột. Ngồi khám có thể tiếp xúc được với đủ loại bệnh nhân, còn có những chứng bệnh chưa từng được học qua sách vở. Anh rất hưởng thụ quá trình tích lũy kinh nghiệm này. Hạ Gia Huân vẫn không hiểu vì sao sinh viên tốt nghiệp hạng nhất khoa y học lâm sàng lại không thể làm mẫu chính. Doãn Kham dùng vài ba câu giải thích quy định trong bệnh viện xong. Hai người đã lâu không gặp mặt, trò chuyện tình hình gần đây. Cuối cùng đề tài lại vòng về chuyện hợp lớp ở thành phố N. Anh Doãn không đến thật à? Dù rằng lớp 11 anh mới chuyển đến, nhưng mà quan hệ với bạn bè cũng không thể chút nào. À, anh còn nhớ thầy Tôn không? Lớp trưởng bảo là đến giờ người ta vẫn hay nhắc tới anh. Vậy mà anh chẳng nhớ bọn em tẹo nào sao? Hơn nữa với tư cách là một người tụ đủ ba yếu tố sắc đẹp, đầu óc và sự nổi tiếng, nếu anh không đến hợp lớp thì chán lắm. Doãn Kham rẽ vào phía cuối con đường, đi vào lối nhỏ dẫn đến nhà mình. Không phải mấy năm trước không có tôi cũng hợp lớp rất thuận lợi đó sao? Phía bên kia điện thoại yên lặng một lát, Hạ Gia Huân khéo léo hỏi dò. Anh Doãn này, có phải anh sợ sợ họ Đường kia cũng tới hay không? Một chân anh đạp vào vũng nước động dưới đất Nước mưa bắn lên thấm ướt ống quần Doãn Kham chỉ dừng lại trong giây lát Liền tiếp tục đi về phía trước Không phải Hạ Gia Huân vẫn nói tiếp Cậu ta không tới đâu Một minh tinh lớn thì cần gì đi tham gia hợp lớp với bạn cũ Hơn nữa năm đó là do cậu ta sai Anh Doãn không cần Không phải vì cậu ấy Doãn Kham cắt ngang lời cậu ta Từ thủ đô qua thành phố N Phải mất cả ngày trời Tôi không thể ngàn dặm xa xôi lặn lội về chỉ để ăn bữa cơm được. Như vậy đi, hôm nào các cậu tới thủ đô chơi, tôi chắc chắn sẽ xin nghỉ đi cùng. Làm tốt nghĩa vụ của người sống tại địa phương. Mấy năm nay tính cách của Doãn Kham đã ôn hòa hơn rất nhiều so với lúc còn ở trường học. Cũng vì thế nên Hạ Gia Huân mới đánh bạo mời anh đi hợp lớp thêm lần nữa. Mà vừa rồi, dù là nói nghe khách khí chu đáo, nhưng thật ra vẫn để lộ sự xa cách với người ngoài. Hạ Gia Huân nhớ tới những lần trước Bèn không khuyên nữa Nói vậy là định rồi nha Tháng sau em phải đi công tác ở thủ đô rồi Khóe miệng Doãn kham lúc này Mới kéo lên thành một nụ cười Ừ không thành vấn đề Bình thường Hạ Gia Huân ồn ào nói nhiều Nói này nói nọ vài câu mà vẫn chưa có ý định cúp điện thoại Tới tới lui lui Lại nói đến chuyện tình cảm của Doãn Kham Lần thứ ba nhắc tới y tá Giang Hạ Gia Huân cắn chặt không chịu nhã mà truy hỏi anh Doãn Anh sẽ không vì cô ấy không phải là Omega Mà không chịu nhận lời đấy chứ Em vẫn không hiểu Omega tốt ở chỗ nào Chẳng phải chỉ là có thêm tin tức tố thôi sao Chẳng lẽ về điểm này Anh và các anh không thể kháng cự lại mùi hương thật à Doãn Kham đang dùng kiến thức khoa học Để vặn lại thành kiến của Hạ Gia Huân Đi đến cửa dưới tầng Tầm mắt lướt qua màn mưa Lọt vào trong mắt là một đôi chân đi dép lê Một chân đạp trên mặt đất Chân khác lơ lửng trên không trung Tiếp đến là hai cẳng chân thon dài được quần bò bao lấy, nửa người trên lại bị che kín mít, cổ áo khoác kéo thẳng lên che hết cả nửa mặt. Tuy rằng hầu hết Omega đều là mỹ nhân, nhưng chọn vợ chọn chồng thì nhân cách vẫn quan trọng hơn, dù sao cũng phải ở với nhau cả đời. Hạ Gia Huân trong điện thoại còn đang lải nhải, Doãn Kham đứng bất động, ngước mắt lên, không hẹn mà đối diện với một gương mặt quen thuộc, nói đúng hơn là một đôi mắt đôi mắt xinh đẹp kia dính vải nước mưa ẩm ướt cong lên thành vòng cung nhỏ ánh đèn chiếu vào khiến nó dường như đang mỉm cười tiếng mưa rơi tí thách và quần áo kính kẻ che đi tiếng nói khàn khàn đã lâu không gặp doãn cam đi tới trước thang máy cúp điện thoại thả chiếc di động vào lại trong túi áo phía sau truyền đến tiếng bước chân bước thấp bước cao chứng tỏ phần chân của người không theo kịp phía sau không được linh hoạt lắm Doãn Kham nhớ lại lúc trưa khi còn ở phòng khám khẩn cấp tại bệnh viện, anh phải kiềm chế bản năng của bác sĩ lắm mới không quay đầu lại nhìn. Hai người cùng nhau đi vào trong thang, Doãn Kham ấn số tầng cần đi, người còn lại không ấn. Đến tầng 20, cửa thang máy từ từ mở ra, Doãn Kham đứng gần cửa cất bước ra ngoài trước. Chung cư này là một tầng hai hộ, phòng đối diện là nơi ở của một đôi vợ chồng mới cưới. Doãn Kham đứng ở nơi kê lót chân, chỗ cửa ra vào rủ ô, khép lại chống bên tường sau đó như ngày thường mà lấy chìa khóa ra mở cửa đối dây vào nhà giơ tay bật đèn điểm khác biệt là lần này cửa không thể dễ dàng đóng lại vì bị thứ gì đó chặn mất cách lớp ván cửa doãn kham nghe thấy tiếng người kia nói em còn ở ngoài mà so với khoảng thời gian gặp mặt ngắn ngủi ban nãy thì đã mềm mại hơn rất nhiều Doãn Cam không rảnh để phân biệt xem giọng điệu này là đang giả vờ yếu đuối hay đang làm nũng hay là còn ý đồ gì khác. Anh nhìn mấy ngón tay trắng nõn bám víu lên cánh cửa, không thể cưỡng chế đóng cửa lại, dằn co trong chốc lát, hỏi Cậu muốn làm gì? Ban nãy người ngoài cửa không che ô, cũng không biết đã đứng ở dưới tầng đợi bao lâu. Cổ tay áo đã bị mưa thấm cho ướt nhẹp. Cậu co ngón tay lại nhưng không chịu buông cửa ra. Móng tay vì dùng sức mà chuyển thành màu xanh trắng em muốn vào nhà cậu nói lời này nghe vào có chút buồn cười doãn kham lại cười không nổi anh đã nói người ngoài cửa lại nói về sau nếu không có nơi để đi thì có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào dường như có một cơn gió thổi mạnh vào mặt trong nháy mắt đã kéo suy nghĩ của doãn kham về đến buổi đêm rất nhiều năm về trước quả thật anh đã từng hứa như vậy một lời hứa rất hoang đường nếu đặt nó vào hiện tại. Doãn Kham nhếch môi, bàn tay chặn cửa không khỏi buông lỏng, người bên ngoài ngay lập tức mượn cơ hội nghiêng người chen vào từ khe cửa. Chuyện đầu tiên sau khi vào cửa là cởi mũ xuống, kéo nút cài ra, Doãn Kham lùi về sau hai bước, vẫn phải đối diện với khuôn mặt kia. Vị khách không mời mà đến xong vào cửa có vẻ mặt tái nhợt vì bị mưa tạt ướt, vài sợi tóc đẫm nước, dính bết vào trán, hấp dẫn người khác phải nhìn kỹ mặt mũi của mình. So với trước đây, sự trưởng thành nảy nở càng khiến cho khuôn mặt này thêm xinh đẹp tinh xảo, còn người đen nhánh sáng ngời, chớp mũi trơn bóng cao thẳng, khóe môi đo đỏ hơi nhếch lên, chiếc cổ nhỏ dài trắng nõn biến mất sau lớp áo che bên ngoài. Làm Doãn Kham nhớ tới giờ cơm ở căn tin bệnh viện ngày hôm qua, mấy nam bác sĩ chưa kết hôn tụ tập lại thảo luận về kiểu mẫu Omega trong mộng. Vì đứng gần nhau, nên Doãn Kham nghe thấy hai chữ đường chung không dưới 10 lần tình nhân trong mộng của tất cả các alpha. Chỉ cần từ bên ngoài mà nói, người trước mắt quả là danh xứng với thực. Điều tiếp theo cần suy tính tới là tin tức tố. Thời giờ cho rằng mùi hương tin tức tố của Omega gắn chặt với mỹ lực. Một Omega thu hút người khác chắc chắn phải có tin tức tố làm lay động lòng người. Doãn Kham vẫn còn nhớ rõ mấy lời thảo luận ngã ngớn của các nam bác sĩ kia. Cậu ta đẹp như vậy, tình tức tố chắc chắn cũng sẽ rất ngọt. Trong không gian khép kính, mùi hương càng thêm lan tỏa dưới tác dụng của hơi nước cho dù doãn kham đứng cách cầu khá xa cũng cố gắng tránh không hấp thu nhưng vẫn hít phải hương vị ngập tràn trong không khí đó là loại hương thơm ngọt ngào của cây cỏ sạch sẽ thanh khiết nhẹ nhàng hợp lòng người nhưng lại không liên quan gì đến cái gọi là trêu chọc mà đây là mùi hương có thể dùng từ đạm nhạc mà hình dung doãn kham tới quá gần không lờ đi được lại quá trầm mê vào nó bị nó dệt thành tấm lưới trói chặt trước khi chia tay anh nếu kéo không chịu buông đối phương lại không hề lưu luyến mà rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh sau đó xoay người rời đi đi tới nơi thật xa khiến cho anh tìm khắp nơi cũng không thấy cho nên lần tiếp theo gặp lại đường chung trong lòng doãn kham chỉ thấy khó hiểu nếu đã bỏ đi còn quay về làm gì dường như đường chung hồn nhiên không phát hiện ra sự phản kháng của doãn kham đứng trước cửa cởi giày nhìn một vòng dò xét Thấy trên giá để giày không có đôi dép lê thứ hai, tâm trạng bỗng dưng tốt hẳn lên. Cậu thả chân trần, chạy vào nhà. Sau khi được mở rộng tầm mắt thì qua một tiếng đầy tháng phục, nói với Doãn Kham còn đang đứng ở cửa. Nhà anh lớn thật đấy. Nói xong còn đảo khách thành chủ mà Vĩnh Tường đi thăm thú một vòng xung quanh. Đường chung ban ngày vừa mới bị đau chân, đi lại rất bất tiện. Cậu lại cứ đi rất nhanh, trên đường đi từ phòng khách vào nhà bếp, đầu gối và phải chân bàn, trong tình huống cấp bách không mò được thứ gì có thể chống đỡ trong chớp mắt khi cơ thể mất cân bằng sắp ngã sắp xuống phía sau có một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cậu miễn cưỡng giúp cậu ổn định lại cơ thể em còn tưởng ngã sắp mặt rồi cơ đấy đường chung thở hổn hển quay đầu nở một nụ cười ngọt ngào cảm ơn doãn kham rút tay về khuôn mặt hờ hững không vì nụ cười và lời cảm ơn này mà hòa hoãn lại anh lạnh lùng hỏi Xem xong chưa Đường chung ngơ ngẩn Dạ Doãn khàm nhìn đường chung Con người màu hổ phách không có chút gợn sống Đến cả âm thanh cũng lạnh lẽo Xem xong rồi thì đi ra ngoài Nụ cười trên môi trở nên cứng đờ Đường chung ngẩn ra một lát Bờ mi dính hạt mưa nhỏ bé run rẩy mấy lần Đôi mắt hạnh trợn to liền cong trở lại Em chưa xem xong Cậu vừa nói vừa nhảy lên phía trước hai bước được đuổi em đi vội thế chứ Nhà bếp của căn chung cư này là kiểu bán mở Đường chung nhanh chóng tìm được tủ lạnh Mở cửa ngăn mát ra Nhìn lướt qua đồ để ở bên trong một lượt Sau đó thò đầu ra khỏi cửa tủ lạnh thăm dò Có bí đao này Vừa hay có thể nấu canh Doãn kham cố ý lờ đi Bước vòng qua cậu đi đến trước bồn rửa Đặt túi ni lông trong tay xuống Lấy ra hai cái đĩa Cứ thế mà bỏ cả rau lẫn ni lông lên trên Đường chung nhảy tới hai tay vịnh vào bên mép bàn đừng cất chung ví ni lon mất vệ sinh lắm nghĩ nghĩ một lát lại cười rộ lên có phải lười rửa bác không em biết mà loại thái độ biết rõ thói quen của hắn như lòng bàn tay này khiến trong lòng của doãn Cam dâng lên một trận bực bội khôn xiết anh quay người đến bên tủ lạnh lấy chén cháo còn dư ban sáng bỏ nó vào lò vi sóng đun cho nóng lên cháo không thể hâm như vậy được nóng quá ăn không ngon đâu Đường chung nói xong còn dũi tay gõ vào nồi mấy lần, bên trong còn thừa lại một ít cháo đã bị đông vón thành cục. Thấy Doãn Kham không lên tiếng, ngăn cản, bèn đánh bạo cầm lấy cái bát rỗng đổ cháo còn dư vào. Rốt cuộc canh bí đao vẫn không nấu được, Doãn Kham hâm cháo xong thì bỏ rau trộn vào khuấy lên, lại bóc một bình ớt chưng lau canh ma lấy ra từ trong tủ lạnh, bưng tới cạnh bàn thông thả ăn. Đường chung ngồi đối diện anh, vừa dùng đũa khuấy cháo vừa hỏi thăm vài câu như là anh mỗi ngày đều tan làm muộn như vậy sao anh ngày nào cũng ăn cơm muộn như thế à vân vân không nhận được câu trả lời cũng không mất hứng đẩy cái đĩa đặt giữa bàn đưa về phía của doãn kham bưng bát cháo lên húp một miếng nói một cách đầy tiếc nuối nếu sớm biết anh ăn những thứ như thế này em đã mang ít đồ ngon đến rồi từ khi tốt nghiệp đại học dọn ra ở một mình mỗi ngày doãn kham đều giải quyết vấn đề cơm nước như thế này Công việc ở bệnh viện quá bận rộn Thời gian tan làm không cố định là chuyện bình thường Ngay cả thời gian tìm cái bàn ngồi xuống ăn cơm Cũng là điều xa xỉ Vậy nên anh sẽ cảm thấy như vậy không có vấn đề gì Cũng không biết món ngon Trong miệng của đường chung là sơn hào hải vị gì Có lẽ đường chung đã sống những ngày hưởng thụ quen rồi Cậu chê bai những món bình dân kia Cố ý chạy tới chỗ của anh kén cá chọn canh Doãn cam chỉ có thể tìm ra được lời giải thích như vậy Ăn cơm xong, Doãn Cam đem bát thả hết vào trong bồn ngâm nước. Thời gian buổi tối có hạn. Nếu trời lạnh, anh sẽ để bát sang ngày hôm sau rửa luôn một lượt. Doãn Cam ngâm hết nồi bẩn bát bẩn vào trong bồn. Cành nước chảy đến miệng nồi thì tắt vòi. Xoay người vào phòng tắm. 15 phút sau, Doãn Cam đã tắm rửa xong xoa tóc đi ra. Tới mở tủ lạnh lấy đồ uống. Lại ngoài ý muốn không thấy chén bát ngâm trong bồn đâu nữa. Dẻ lào tiện tay quẳng đâu đó cũng được giặt sạch sẽ bỏ sang một bên trên sofa phòng khách đường chung đang ngồi ôm chiếc áo gió mà doãn kham cởi ra sau khi về nhà thấy doãn kham cầm một bình nước đứng ở cửa bếp thì ngẩng đầu lên cười với anh trời đang chuyển lạnh sao anh vẫn còn uống nước đá không nhận được câu trả lời cậu lại tiếp tục gấp quần áo áo khoác vứt lung tung sẽ bị nhăn đấy sao nhà anh lại không có giá treo quần áo chứ tay doãn kham rất nóng bình nước lại có đá trên vách bình nhanh chóng động thành một tầng hơi nước một giọt nước theo đầu ngón tay anh chảy xuống Đáp lại trên nền nhà Cậu muốn gì? Anh hỏi lại lần nữa Đường chung lúc này đã chuẩn bị xong phương án đối đáp Nâng chiếc áo đã gấp gọn gàng lên đến chớp mũi Khuôn mặt gần như chôn hẳn vào trong chúng Nhắm mắt chậm rãi hết sâu một hơi Nói Nhớ anh Tin tức tố của anh pha rất khó để che đi Lại dễ dàng dính vào đồ dùng xung quanh Đặc biệt là quần áo doãn kham biết mình nghe được gì cũng bởi vì biết nên đôi môi mới miếm thành một đường thẳng ở nơi người khác không thấy cắn chặt khớp hàm một câu đuổi đi đã đến bên miệng đường chung bỗng nhiên mở mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía của doãn kham nụ cười trên môi mang theo chút tinh ranh không có mùi vị của omega khác không giống với mùi dính ở trên chiếc ô kia thật ra trên ô cũng không có mùi của omega khác y tá vàng là một beta trên người không có tin tức tố Mùi hương động lại trên ô là mùi nước hoa cô thường hay dùng Nhưng mà Doãn Kham không giải thích Đường chung nghĩ như thế nào Vì sao lại nghĩ như vậy cũng chẳng liên quan đến anh Đóng cửa phòng ngủ một đêm Ngày hôm sau lúc thức dậy thì người đã không còn nữa Doãn Kham thở vào một hơi Rửa mặt rồi đi vào phòng bếp Mở tủ bát ra nhìn chồng bát đĩa sạch sẽ đã được xếp gọn trong đó Lấy ra một bộ đồ đựng Bắt đầu nấu cơm Bữa sáng của anh từ trước tới nay vẫn rất đơn giản Chỉ có cháo thừa cơm nguội Thêm chút củ cải muối dưa Cháo hôm qua đã hết Vậy nên hôm nay đành phải chiên quả trứng để ăn Trứng vừa đổ vào chảo đã nhận được điện thoại của mẹ Ăn sáng chưa? Đang chiên trứng Buổi sáng ăn ít đồ dầu mỡ thôi Không tốt cho sức khỏe đâu Lâm Ngọc Xu khi còn trẻ cũng rất chú ý chuyện bảo dưỡng thân thể, buổi sáng gọi điện tới chủ yếu là để giám sát chuyện ăn uống của con trai đồ ăn sáng mua ở ngoài càng không thể ăn không đảm bảo vệ sinh doãn cam ăn ngoài hơn nửa năm gần đây bị mẹ mình ép buộc mới ở nhà nấu cơm lật mặt trứng ừm biết rồi cả hai mẹ con anh đều là những người lạnh lùng không thích ồn ào cho nên dù đã sống nương tựa nhau nhiều năm thì vẫn có vài phần xa cách vậy nên lúc hỏi chuyện sinh hoạt yêu đương cũng không dịu dàng như mẹ nhà người ta chỉ thấy trong đó mang theo ý ra lệnh bây giờ công việc đã ổn định rồi Mau tìm vợ đi Nhân lúc mẹ còn có sức giúp con trông cháu Doãn cam đặt điện thoại lên máy hút mùi Mở loa ngoài Vừa đổ trứng ra đĩa vừa nói Còn chưa ổn định Chưa có chức vụ gì cả Không vội Thế thì tìm người yêu cũng được Lâm Ngọc Xu nói Bệnh viện chỗ con không có nữ bác sĩ nào ổn à Y tá cũng được Làm việc chung với nhau sẽ rất hiểu nhau Mà bê ta cũng tốt đấy Thời đại này mấy cô gái bê ta đều hiền lành đảm đang Còn đừng có quá kén chọn Doãn cam ừ một tiếng Nghĩ đến điện thoại của Hạ Gia Huân ngày hôm qua Thầm nghĩ hai người này đã thông đồng với nhau rồi đúng không Lâm Ngọc Xu nghe ra anh đang trả lời cho có lệ Lại nói thêm Omega thì bỏ đi Nhà chúng ta không giữ nổi đâu Doãn Kham rủ mắt không lên tiếng Hai bên trầm mặt vài giây Lâm Ngọc Xu thử thăm dò những Omega đó trời sinh dâm đảng vô liêm sĩ Không thể ở chung với nhau được Không phải lúc con học ở cấp 3 thành phố N đã gặp Con biết rồi Doãn cam không để cho mẹ mình nói tiếp Cũng không còn lời nào để nói Anh có thể dùng lý luận khoa học Để khoản bác lại thành kiến của người khác Nhưng với Lâm Ngọc Xu Anh lại không nói được Bởi vì lời của bà là lời nói thật Cái gọi là lý luận khoa học Đã bị sự thật trước mắt đâm một nhát vỡ tan Lúc ra tới cửa Doãn Kham nhìn thấy một túi đựng phim chụp x-quang Đặt ở bên cạnh Là kết quả kiểm tra của đường chung ngày hôm qua Nâng lên chiếu dưới ánh mặt trời một chút Quả đúng như lời của y tá Giang nói Người bệnh không bị tổn thương tới xương cốt Doãn Kham bỏ tấm phim vào lại túi Xách theo một bịch nilon ra khỏi cửa Đi thang máy xuống tới tầng để xe Nâng tay ném chúng vào thùng rác Hôm nay có một ca phẫu thuật Cắt bỏ tuyến thể có độ khó cao Doãn Kham giữ một chân trong đó. Trước khi bắt đầu giải phẫu, bác sĩ Lưu Mổ Chính nhắc Doãn Kham phải nghiêm túc quan sát ca mổ này. Cắt bỏ tuyến thể ra đời được 5 năm, nhưng đến nay xác suất thất bại vẫn lên đến 35%. Những omega tình nguyện làm phẫu thuật này mỗi năm lại một ít. Nếu không luyện nhiều sẽ không thể nào tiến bộ được. Bác sĩ Lưu hiện đã 50 tuổi nói. Cơ hội khó mà có được, cậu nhớ nhìn cho kỹ. Doãn Kham đương nhiên là đồng ý. Đây cũng là lần đầu tiên anh được quan sát phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Khi tri thức trên sách vở biến thành thực tế, anh mới biết được thật ra những ca mổ này đều rất tàn khốc. Tuyến thể là một bộ phận mỏng manh nhất trên người Omega. Nếu muốn loại bỏ hoàn toàn ấn ký mà Alpha để lại trên người hay không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, thì Omega phải lấy hết tuyến thể lẫn bộ phận liên quan ra. Sau đó dùng kính hiển vi tìm mạch máu liên kết cắt đứt cũng xem như giặt đứt nó với thân thể không chỉ có quá trình giải phẫu khó khăn mà một phần nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thất bại cao là do quá trình hồi phục về sau bác sĩ lưu làm mũ chính nên lần giải phẫu này rất thành công người bệnh sau khi được đẩy ra khỏi phòng chưa đến 3 tiếng đã tỉnh lại nhưng khi mọi người còn chưa kịp vui mừng nhịp tim đã xuất hiện dao động bất thường thậm chí ngừng đập mất mấy giây dưới tác dụng của thuốc mới miễn cưỡng ổn định sau đó lại rơi vào hôn mê Khoảng thời gian cấp cứu kinh hoàng cuối cùng cũng kết thúc. Doãn Kham tháo khẩu trang y tế xuống, đứng trước cửa sổ cuối hành lang nghỉ ngơi. Bác sĩ Lưu đi tới đưa cho anh điếu thuốc lá. Anh lại lấy lý do không hút thuốc mà từ chối, sau đó lễ phép dùng bật lửa chăm thuốc cho thầy mình. Hành lang rất yên tĩnh, bác sĩ Lưu nhả ra một vòng khói, thở dài. Dùng cầu đi một vòng từ quỷ môn quan trở về, để hình dung cuộc giải phẫu này cũng không quá. Tuy rằng các bỏ tuyến thể có thể giúp bệnh nhân không bị tin tức tố ảnh hưởng, mở ra cuộc sống mới, thế nhưng cái giá phải trả rất lớn. Nếu không phải rơi vào đường cùng, người làm bác sĩ như chúng ta cũng sẽ không cho phép người bệnh bước vào con đường này. Nói tới đây, ông lại vỗ vỗ vai của Doãn Kham. Những người xế bóng như thầy, đời này sợ là không được rồi. Chỉ có thể nhìn ánh bình minh như các cậu học hỏi kỹ thuật này cho giỏi, hạ thấp xác suất thất bại tạo phúc cho người đến sau mà thôi có lẽ ca mổ vừa nãy đã mang đến chấn động rất lớn vậy nên doãn cam tạm thời chưa hiểu được ý nghĩa tồn tại của loại giải phẫu này nghe lời nhắc nhở cũng chỉ gật đầu một cái ra hiệu là mình đã nghe hôm nay tan làm sớm hơn so với hôm qua doãn cam ở lại phòng làm việc viết báo cáo một lát lúc thu dọn xuống lầu thì thấy y tá giang đang đứng trước quầy trực ban trong phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú trả chiếc ô khô ráo đã được gấp kỹ cho cô. Thời tiết mấy hôm nay không tốt, có khi lát nữa sẽ lại mưa. Y tá Giang nảy dù lại tới trước mặt anh, nghe mấy y tá bên cạnh lén lén lúc lúc cười trộm thì càng xấu hổ. Bác sĩ Doãn cứ cầm đi, chờ hôm nào trời quang mây tạnh thì trả thôi cũng được. Lần này Doãn Kham không nhận nữa. Hôm nay tôi lái xe. Y tá Giang bị từ chối thì lộ vẻ ngượng nghịu, bị nhiều người nhìn như vậy bèn lấy hết can đảm ra nói thế cuối tuần này bác sĩ doãn có rảnh không bệnh của ông nội tôi nhờ có anh mới khỏe lên được muốn mời anh đi ăn bữa cơm chuyện là tháng trước ông nội của y tá giang đột nhiên trúng gió giữa đêm khuya lúc ấy nhờ có doãn kham đang được đêm ở khoa cấp cứu chẩn đoán chính xác được bệnh mới có thể giúp ông ấy chữa trị kịp thời đó là chuyện bác sĩ như tôi nên làm doãn kham từ chối ngay thấp lự ý tốt tôi sẽ nhận cảm ơn trên đường trở về, chiếc xe con chậm chậm nhích lên giữa đoạn đường tắt nghẽn. Doãn cam tay cầm vô lăng, tâm tư vừa rút ra khỏi cuộc giải phẫu căng thẳng ban ngày. Trong não đã lập tức có những suy nghĩ vẫn vơ tràn vào. Không phải anh không nhìn ra y tá giang thích mình, cũng không phải không biết các đồng nghiệp trong viện lén lút đứng sau lưng anh, chê anh lạnh lùng khó gần. Mấy câu như, ý là anh pha nên không có ai ra gì, anh cũng vô tình nghe được mấy lần nhưng mày doãn cam đều không đặt chúng ở trong lòng nghề của anh là bác sĩ những chuyện không liên quan tới trị bệnh cứu người đều không đáng để lãng phí thời gian của anh vả lại anh cũng không cần phải đi giải thích với tất cả mọi người anh từ nhỏ đã là như thế tính cách kiệm lời cũng hình thành từ thói quen này anh cho rằng mình không hợp để yêu nhau từ trước đã không hợp bây giờ lại càng không hợp sau khi đổ xe vào tầng hầm doãn cam nâng tay nhìn giờ tốn thêm 13 phút so với đi tàu điện ngầm. Anh đã quên mất nguyên nhân mình chọn lái xe vào ban sáng, đứng thang máy đi lên tầng 20, vừa ra khỏi cửa chưa được hai bước, đã thấy trước cửa nhà mình có một bóng người ngồi. Hôm nay đường chung đổi sang một chiếc áo khoác ngắn bằng nhung, nhìn thấy Doãn Cam thì lập tức cười rộ lên, vừa nhóm dậy khỏi chiếc thảm trước cửa vừa gọi. Anh về rồi. Hôm nay không phải tới tay không, trên tay còn xách theo một túi trứng vịt muối Hè vừa rồi nổi em ướt vài vại Đến giờ ăn còn chưa hết Đường chung chen được vào nhà Cởi giày khập khiển đi tới nhà bếp Mở tủ lạnh ra xếp từng quả trứng vào Chắc là ở thủ đô không thường ăn loại này đâu nhỉ Cho dù có bán chắc chắn cũng không ngon như bà nội em muối Mấy quả trứng này em đều đã soi cả rồi Đảm bảo quả nào cũng chảy dầu hết Sắp xếp xong mới như nhớ ra gì đó Chạy tới chỗ cửa tìm kiếm Tìm không thấy bèn quay đầu hải Doãn Kham Phim chụp x quang của em đâu Doãn cam cởi áo khoác ra Tầm mắt dừng ở chỗ khác Vớt rồi À Đường chung có hơi mất mát Lại vì Doãn cam chịu nói chuyện với mình mà mừng thầm Cắn nhẹ lên môi Anh không hỏi xem chân em bị sao ư Doãn cam không hỏi Đường chung lại không đánh mặt khai Hôm qua lúc đi làm không cẩn thận Hôm nay cũng không được nghỉ ngơi Sáng sớm liên tiếp quay mấy cảnh Đến tận tối mới xong việc từ bản chủ nghĩa chỉ biết áp bức bóc lột thôi Đúng là vô cùng tàn ác Người không mời mà đến Tất nhiên sẽ không được hoan nghênh Chưa chờ cậu nói xong Doãn Kham đã xắn tay áo vào bếp Bắt đầu vo gạo nấu cháo Đường chung không đi theo Doãn Kham cho rằng cậu sắp bỏ đi Cháo nấu xong bưng ra Lại thấy cậu đang ngồi xếp chiếc áo khoác vứt trên sofa Hôm nay cũng không có mùi của Omega khác Đường chung cười con cả mắt Chiếc ô kia trả rồi à Nghe lời khẳng định này, những bực dọc hôm qua trong lòng Doãn Kham cuồn cuộn nổi sống. Người này trước đây cũng như vậy, nghĩ đâu làm đó, tự tiện hành động, càng rỡ xong vào cuộc sống của người khác, sau khi khuấy động mặt hồ thì lại bỏ đi, sạch sẽ như chưa bao giờ xuất hiện. Bây giờ cậu lại xuất hiện một cách vi diệu, diệu hoa ngồi ở đây xếp quần áo, dùng giọng nói mềm mại làm nũng như đánh dấu lãnh thổ, tỏ rõ chủ quyền. Cho dù là người có tính khí tốt đến mức nào cũng phải tức giận huống hồ tính khí của doãn Kham vốn không tốt nhưng anh không giỏi trút giận thời đi học còn có thể cậy tuổi trẻ sung sức mà xả giận thông qua nắm đấm nhưng bây giờ đã bước vào xã hội Dương oai dễ võ như lúc trước sẽ chỉ khiến cho người ta cảm thấy ấu trĩ vụng về đường chung nhận ra anh đang không vui thả áo đi tới anh giận à thật ra không cần phải hỏi tình tức tố khi cảm xúc của anh phai dao động mãnh liệt đã tràn ngập cả căn nhà lại tin tức tố đầy bức bách này khi tản ra sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh đặc biệt là với omega đã từng thân mật với mình đường chung vừa bước lên hai bước liền cảm thấy choáng váng dưới chân mềm nhũng suýt nữa ngã sắp xuống thế nhưng cậu không lùi lại mà đi về phía trước lúc đứng trước mặt doãn cam trên trán cậu đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng âm thanh dường như cũng rung lên anh anh đừng giữ vậy mà rõ ràng là biết nên phải rời đi cũng rõ ràng biết không thể lại gần nhưng đường chung vẫn nâng tay lên nhẹ nhàng bắt lấy vạt áo của doãn kham không cho phép mình vì hoảng sợ mà lui về phía sau anh thích mùi trên chiếc ô này à cậu đứng không được vững lung lay dựa vào người doãn kham anh thích mùi kia mà không thích mùi của em sao mùi vị thơm ngọt của cỏ cây quanh quẩn bên mũi doãn kham không chỉ không phủ nhận mà thậm chí trong nháy mắt anh đã muốn gật đầu đồng ý với suy đoán này nói như vậy không chừng đường chung sẽ lui bước sẽ xoay người rời đi chứ không phải đứng trước mặt anh dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh đường chung xem sự im lặng của doãn kham là ngầm thừa nhận trong mắt hiện lên chút buồn bã lúc ngẩng mặt lên đã lại tươi cười như lúc đầu cậu thấp hơn doãn kham nửa cái đầu ngước nhìn từ góc độ này khiến ánh đèn hắt lên mặt cậu trong mắt ngoại trừ khát vọng còn lộ rõ vẻ cuồng mê thế em cắt bỏ tuyến thể nhé được không doãn cam hơi nhíu mày cảm thấy có lẽ đường chung đang không được tỉnh táo cho lắm tuyến thể đối với omega mà nói chính là nửa cái mạng bọn họ dựa vào tuyến thể sản sinh năng lượng duy trì cuộc sống omega không có tuyến thể sẽ rơi vào trạng thái kiệt quệ gió thổi qua đã không thể chịu nổi tuy rằng anh pha không thể tự mình trải nghiệm nhưng qua buổi giải phẫu thực tế vào chiều nay ít nhất Doãn Kham cũng biết cắt bỏ tuyến thể đe dọa đến tính mạng lớn như thế nào. Không được. Anh từ chối theo bản năng. Đường chung vẫn ngước đầu như cũ, tầm mắt không hề rời khỏi người của Doãn Kham. Vậy thì không cắt. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài theo sườn mặt xuống, cậu lại nở nụ cười. Em biết anh không nở mà. Doãn Kham miếm môi không nói gì mà tránh đi chỗ khác, bàn tay nắm vạt áo của đường chung nhẹ buông ra, bước chân lão đảo vài cái cuốn quýt chống vào vách tường doãn kham cầm lấy sắp quần áo đặt lên sofa đột nhiên lên tiếng căn này là phòng thuê tin tức tố của anh phai dần tản đi đường chung cuối cùng cũng có thể thở lại bình thường đôi môi tái nhợt vẫn duy trì nụ cười em có thể mò tới đây chẳng lẽ không điều tra ra tên chủ thuê hay sao doãn kham hơi giật mình rất nhanh liền phản ứng lại cho thuê anh thẳng eo lên đổi tầm mắt về phía đường chung tôi vẫn như trước đây không có tiền sắc mặt đường chung lại trắng thêm mấy phần có chút luống cuống cắn lên môi mình cũng được dù sao căn này lớn như vậy đường lại khá tiện rất thực tế thấy cậu không có ý định rời đi doãn kham quyết định không nghĩ nữa tự mình giật ra ném quần áo lên trên giường không đặt người ta vào mắt mà đi vòng qua trước mặt đường chung đang đứng ngẩn ra quay về phòng bếp Nắp son vừa nhất, hơi nóng bốc lên tăng vào bầu không khí đang lành lạnh của chớm thu, tựa như phản ứng nào đó sản sinh bởi mùi tinh tức tố quyện vào nhau trong phòng khách ban nãy. Dù cho người đang sợ hãi muốn dung hòa vào kia có nhiệt tình hay gấp gáp đến đâu đi chăng nữa, nhưng chỉ cần bên còn lại chống trả mạnh mẽ một chút thôi thì có cố gắng thêm nữa cũng vô ích. Đây là ưu thế mà từ lúc sinh ra Alpha đã mang theo. Trong xã hội có rất nhiều Alpha tâm địa bất chính mượn lấy ưu thế này để hoành hành ngang ngược nhằm thỏa mãn tư dục của mình coi như không có ý xấu thì những anh pha đó cũng có thể thỏa thích sử dụng năng lực để đi cửa sau ở nơi làm việc hoặc là trong các mối quan hệ xã giao mà thân là một anh pha đã thành niên vừa rồi là lần thứ hai sau hai mươi mấy năm doãn cam sử dụng nó tuy rằng vẫn còn kém xa lần đầu tiên nhưng vẫn khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó chịu vậy nhưng kẻ xâm nhập không hề tự giác còn bất chấp nguy hiểm mà tiến lên. Chân của đường chung vẫn bị thương chưa lành, lúc đi đường gây ra tiếng động không nhỏ, cậu nhảy từng bước trên kệ bếp đứng sang một bên. Anh nấu cháo à? Vừa hay em có mang trứng vịt muối đến kìa. Doãn Kham làm như không nghe thấy, đảo cháo xong, đậy nắp nồi lại, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Tiếng bước chân dồn nhập lẫn vào trong hương thơm thanh nhã quanh quẩn không đi. Lúc tới giữa phòng khách, Doãn Kham quay người lại giữa ấn đường là sự không kiên nhẫn. Còn không đi. Anh đã nói hết những lời có thể nói, nói thêm câu nữa cũng chỉ như bỏ thêm nắm củi vào đáy nồi nang sôi, nước nấu trào ra, tim phổi cháy xém. Cũng hung đỏ đôi mắt của người trước mặt. Gò má của đường chung căng lên, nụ cười kia đã gần như biến mất, sau đó được giữ lại nhờ một cái nghiến răng thật chặt. Cậu cố gắng mở to hai mắt để áp chế cảm giác ẩm ướt dưới tuyến lệ, Muốn nhìn cho rõ người trước mắt, dù đã qua hơn hai ngàn ngày đêm nhung nhớ, gương mặt này vẫn luôn rõ ràng như đã được tạc sâu vào đầu cậu. Trừ nơi này của anh ra. Đường chung đứng cách Doãn Kham chưa đến một mét mà nhìn anh, cổ họng vì nất nhẹn mà lên xuống mấy lần. Em đã không còn nơi nào để đi nữa rồi. Một đêm mưa to gió lớn. Sáng sớm hôm sau, mở cửa sổ, không khí vẫn còn lưu lại mùi vị thơm đồng của vùng đất Hôm nay là ngày nghỉ hiếm khi khó được, Doãn Kham sớm đã có sắp xếp Sau khi rửa mặt xong thì trở về phòng, liếc mắt nhìn áo gió đêm qua tiện tay vứt ở đầu giường Quay người mở tủ quần áo, lấy ra một bộ mới Hôm nay cũng lái xe rời nhà đi như hôm qua, chỉ khác là ngày hôm nay không ăn sáng Doãn Kham có thói quen tận dụng ngày nghỉ để xả hơi, không học hành, không làm việc, có thể không làm thì đều bỏ qua. Đổi quần áo xong, khi đi thấy chìa khóa đặt ở trên tủ gần cửa, nhìn thấy dưới bình hoa có chèn một mẫu giấy bèn rút ra xem. Là một tờ giấy đặt đâu cũng có thể thấy, trên đó ghi một dòng chữ xinh đẹp. Cuối tuần cũng phải ăn sáng đấy. Cho dù không ký tên, Doãn Kham cũng biết đó là ai. Đi cũng không sạch sẽ, còn để lại vài lời khiến cho người ta phiền lòng nắm chặt tờ giấy trong tay cuối cùng doãn cam quyết định không tốn thời gian vò nó mà ném thẳng vào thùng rác chiếc xe rời khỏi đường cái lái vào con đường phụ rộng lớn hai bên đường trồng từng hàng cây bạch quả đầu mùa thu lá vẫn còn xanh tươi chỉ có vài chiếc lá úa vàng lẫn vào trong đó thời gian vẫn còn sớm những công nhân bảo vệ môi trường còn chưa làm việc bánh xe âm thầm nghiến lên những chiếc lá khô bị mưa thổi rớt đêm qua khiến cho doãn kham nhớ tới thành phố n lúc này nếu đêm qua cũng mưa lớn như thế thì khi giẫm chân xuống đất ngoại trừ bọt nước vang lên còn có thể nghe thấy âm thanh giòn tan của lá ngô đồng dừng lại một lát trước cánh cửa sắt chạm trổ hoa văn cửa lớn mở ra tầm mắt đột nhiên trống trải hẳn doãn kham đổ xe ở phần đất trống trước nhà đi vòng qua vườn hoa theo sự chỉ dẫn của quản gia, bước vào tòa dinh thự nguy nga xây theo lối Trung Quốc. Vừa vào nhà liền có người thông báo. Đại thiếu gia đến rồi. Số lần Doãn Kham đến đây không nhiều lắm, còn chưa quen với quy củ ở nơi này, vì lễ phép nên muốn chờ người đến dẫn mình đi. Một vị cao tuổi ngồi trên sofa trong phòng khách, vẫy tay với anh. Nhóc Kham đến rồi à, mau lại đây ngồi đi. Anh lập tức đi qua, lễ phép gọi một tiếng. Ông nội Doãn chính tắc năm nay 80 tuổi, mái tóc đã bạc màu hoa râm, thế nhưng cơ thể lại rất gường tráng, thấy Doãn Kham nên rất vui vẻ. Có phải gần đây công việc quá bận rộn hay không? Doãn Kham ngồi xuống cạnh ông. Tạm tạm ạ, thời gian làm giải phẫu khá là sát. Đáng lẽ trước đây đừng có theo ngành y, học phải tốn nhiều năm hơn các ngành khác, công việc thì vất vả. Đã thế còn phải bắt đầu từ phần móng trước Doãn chính tắc đặt chén trà xuống bàn Sắc mặt trầm hẳn đi Nếu nằm đó không phải do mẹ con dùng khẩu khí đó đánh cược Đưa con đến nơi tội tàn kia trốn mất Cứ để ông nuôi con Thì giờ cần gì phải khổ cực như vậy Doãn chính tắc từ trước đến nay vẫn luôn bất hòa với Lâm Ngọc Xu Cho dù mấy năm nay có Doãn cam đứng ở giữa hòa giải Thì mối quan hệ này vẫn không có dấu hiệu khởi sắc chút nào trái lại còn vì tương lai của anh mà mâu thuẫn còn càng thêm sâu sắc bây giờ đã đến nước cả đời không còn nhìn mặt nhau nữa rồi không khổ doãn cam đã sớm từ bỏ việc hòa giải dù sao anh cứ nửa tháng lại tới nơi này chỉ để hoàn thành nhiệm vụ hoặc là phải nói để báo đáp ân tình nếu không học y sao có thể đảm bảo sức khỏe cho ông nội được doãn chính thức nghe xong những lời này lại cười rộ lên tốt lắm Quả nhiên vẫn là cháu trai của ông Hiếu Thuận hiểu chuyện Được hơn cái thứ vô dụng kia không biết bao nhiêu lần Lúc đồ vô dụng kia quay trở về Doãn Kham vừa mới đo huyết áp xong cho Doãn Chính Tắc Lấy ống nghe xuống Ghi chép số liệu trên vở chuyên môn Doãn Chính Tắc hỏi người đến Ba mày đâu? Thanh niên trẻ tuổi đứng ngoài cửa đá dày Tùy tiện xỏ một đôi dép lê đi vào trong Đó là con ông mà Ông hỏi cháu làm gì? Doãn chính tắc không mang tới lời khuyên Phải duy trì thái độ hiền hòa nhã nhặn Mà mình vừa răng dạy với Doãn cam ban nãy Trợn trừng mắt nói Đã bảo nhớ quay về ăn cơm trưa Lại chạy đi phát điên ở chỗ nào rồi Hai bố con nhà mày chung một ruột Tao không hỏi mày thì hỏi ai Thanh niên trẻ tuổi cợt nhã Vậy để cho gọi điện thoại hỏi cho ông nha Đi tới đại sảnh Nhìn thấy người ngồi đối diện với Doãn chính tắc Thì lập tức lên tinh thần Dạ, anh cả tới đấy à Doãn Kham không thân thiết lắm với người em trai Doãn Kim Trên danh nghĩa này Chỉ hơi gật đầu xem như chào hỏi Thế nhưng Doãn Kim cứ tùy ý sấn lại như đã quen Đặt mông ngồi xuống bên cạnh Doãn Kham Dạo này anh bận gì mà lâu vậy không về nhà thế Không bận gì cả Doãn Kham nói Doãn Kim nháy mắt Bận hẹn hò đúng không Khi nào mới mang chị Châu về nhà chơi đây Chơi 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 cả ngày chỉ biết chơi Doãn Chính Tắc suýt nữa đã ném nắp ly trà vào đầu của Doãn Kim Anh mày không vô học như mày Để tao sắp xếp cho nó một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối Cho nó quẳng mày ra tích phía sau Doãn Kim vẫn chỉ cười hì hì Quẳng thì quẳng thôi Để đứa em này làm đệm lưng cho anh Chờ cho Doãn Chính Tắc quay về phòng Doãn Kim lập tức thò qua nói nhỏ Anh muốn nghe theo sắp xếp của ông nội thật à Doãn Cam không trả lời câu hỏi của cậu ta Chỉ nói Công việc còn chưa đi vào quỹ đạo Không rảnh nghĩ mấy chuyện đó Em đã bảo rồi Doãn Kim vỗ đùi nói Trẻ không chơi và hối hận đấy Doãn Cam cười cười Từ chối cho ý kiến Lúc khom lưng thu dọn dụng cụ khám bệnh Doãn Cam vô tình thoáng nhìn qua ảnh nền Trong di động của Doãn Kim đang nằm co Trên ghế salon Nhận ra tầm mắt của anh Doãn Cam như khoe khoang mà lật di động qua cho anh xem Omega em mới nhìn trúng đấy Đáng yêu không? Doãn Cam nhìn thoáng qua, im lặng không trả lời. Là một minh tinh nhỏ chuyên đi lưu diễn này nọ. Doãn Kim chủ động giới thiệu. Nhưng mà rất là đẹp nha, tính cách cũng rất kiêu ngạo. Hẹn cậu ta mấy lần đều không thèm trả lời em. Hợp gu em quá. Đường chung trong hình nghiêng mặt mỉm cười với ống kính, ánh đèn trên đỉnh đầu tụ lại trong con ngươi đen lấy, thoạt trong mềm mại ngọt ngào, còn toát ra chút cảm giác thần bí khó có thể diễn tả bằng lời doãn kham thu tầm mắt lại cẩn thận ông nội lại mắng cậu đấy ông nội cứ nghĩ qua lại với loại con hát như thế này là mất mặt nhất nếu mà biết được chắc chắn sẽ quật em chết luôn nói nghe thì nghiêm trọng nhưng doãn kim lại không thèm để ý tới nhưng cũng chỉ là chơi bời thôi còn gì xem là thật không xem là thật doãn kham hỏi ngược một câu đúng vậy theo nhu cầu đôi bên mà phần lớn người trọng giới này đều sẽ chơi kiểu như thế làm gì có thật lòng chứ Nói tới đây Doãn Kim lại như nghĩ tới điều gì Âm thanh trở nên chăm chọc Nói mới thấy thú vị nè Em cũng chưa phải chưa từng gặp kiểu lạc mềm buộc chặt Hoa hòe lòe lẹt gì cũng có Nhưng cách làm bộ làm thịt của Minh Tinh này Thì độc đáo hơn hẳn Lúc ấy em còn tưởng mình đang nghe nhầm Anh đoán xem lý do cậu ta từ chối em là gì Là gì Thấy Doãn kim cúi đầu Xoay sổ ghi chép trong tay Cứ như vừa rồi chỉ là nể tình thuận miệng hỏi cho có Doãn Kim thầm mắng đồ nhạt nhẽo nhưng vẫn trả lời Cậu ta nói không quên được bạn trai cũ cho nên không thể nhận lời em <laughs> Cứ làm như mình suy tình lắm ấy Anh nói có buồn cười không? Trên đường quay về trời lại đổ mưa Những lúc mưa lớn đều sẽ khiến cho người ta thêm phiền muộn Tỉ như Doãn Cam lái xe đến tầng hầm đổ lại Mới nhớ ra ban nãy chỉ lo đi về mà quên mua đồ ăn quả trứng gà cuối cùng trong tủ lạnh đã bị anh chiên lên ăn mất nếu không muốn buổi tối phải ôm cái bụng đói meo ra cửa dầm mưa thì bây giờ phải đi một chuyến thôi cửa hàng tiện lợi ngoài khu chung cư có bán đồ ăn doãn cam lấy ô từ trong cốp xe đi hết một đoạn dưới tầng ngầm sau đó đi từ cầu thang gần cửa chung cư lên tới mặt đất anh đến cửa hàng tiện tay chọn mấy món đồ ăn làm sẵn Lúc trở về không đi vòng xuống tầng hầm nữa mà men dọc theo lối đi bộ của chung cư về nơi ở của mình. Không phải là không nghĩ đến khả năng kia, chỉ không ngờ lại tới nhanh như vậy. Đường chung hôm nay đi một đôi giày thể thao, xem ra cổ chân đã tốt hơn nhiều rồi. Từ thế đi vẫn có hơi kỳ lạ, chỗ duy nhất trước lầu có thể tránh mưa đã bị nước xối cho ướt nhẹp. Lúc đường chung cất bước đi tới còn bị trượt trên gạch, khập khiển nhào xuống cầu thang, vỗ ngực sợ hãi nói còn tưởng bị ngã rồi cơ doãn kham ngừng lại đứng im ở chỗ kia lại tiến về phía trước nửa bước tựa như đang nhận lấy lời chào hỏi của đường chung nơi này canh gác nghiêm quá à. hôm qua em theo đuôi gia đình khác đi vào hôm nay không có ai đường chung tiến thêm về trước hai bước vén đám tóc mai ướt đẫm dính trên trán lau nước mưa trên mặt đi mấy khu chung cư đắt tiền đều là thế này à vừa rồi bảo vệ đi tuần thấy em đứng đây còn định đuổi em đi nữa nếu bây giờ người còn đứng ở đây thì chứng tỏ bảo vệ đã không làm tròn bổn phận của mình hoặc là bị người trước mắt lừa cho qua. Doãn kham cho là khả năng sau cao hơn, bởi vì trước đây Đường Chung cũng đã rất tinh nhanh, dùng cách nói của thầy tôn thì chính là đầu toàn thứ mưa ma trước quỷ. Có thể vì không nghe thấy câu, sao cậu lại đến lần nữa? Tăng thêm tự tin, Đường Chung lại nói mưa lớn quá, em có thể che ô chung với anh không? doãn kham không nói lời nào coi như đã ngầm cho phép đường chung tự mình nhảy về phía trước cúi người đi vào dưới ô cơn mưa lớn khiến động tác bị hạn chế mùi thơm đột nhiên chui vào khoang mũi doãn kham bị mùi hương tinh khiết này làm cho ngẩn ngơ nhất thời không kịp từ chối cậu đường chung chui vào ô trước tiên là kéo mũ trùm lên tiếp đó dùng tay áo xoa lung tung trên mặt khoảng cách rất gần tầm mắt cũng không tránh được mà rơi vào người dưới ô doãn kham đã sớm phát hiện đường chung không giống như trước đây mùi thơm ngọt ngào của cỏ cây càng lúc càng nồng đậm hồi trước còn phải cẩn thận xác định bây giờ chỉ cần đứng ở chỗ này liền lộ ra cứ như không có bất kỳ thứ gì có thể làm bẩn nó lúc đó không phải như thế mùi hương ép anh phải thu tay rõ ràng không phải như thế có lẽ là sợ chạm vào làm bẩn quần áo của doãn kham đường chung lau mặt xong thì sắn tay áo lên vài vòng Lúc ngẩng đầu lên Chợt bắt gặp tình huống quen thuộc Anh còn nhớ lần đầu chúng ta đứng ở cổng trường học Chạm vào Không nhớ Doãn cam cắt lời Nụ cười của đường chung hơi cứng lại Cũng phải Đã qua lâu như vậy rồi Em vừa rồi cũng chỉ đột nhiên nhớ tới Doãn Kham xưa nay vẫn như vậy Nếu như không lùi lại là do tính cách không cho phép Vậy thì không đẩy cậu ra là do có giáo dục Hoặc là xuất phát từ lời hứa năm xưa dù cho lời hứa này đã sớm mất hiệu lực. Giờ khác này đường chung lại mong rằng sự khoan dung của anh là do sự thê thảm chật vật của cậu. Như vậy ít nhất cũng có thể chứng minh anh đang quan tâm mình. Màu đen của vải dụ khiến cho khuôn mặt của Doãn Kham càng thêm lạnh lùng. Đó là một loại phản kháng thầm lặng xuất phát từ tận bên trong. Tự như mọi chuyện trên thế gian này đều không liên quan đến anh. Chỉ cần anh không nghe, không thấy, không nghĩ đến thì sẽ không chịu thương tổn. Mà tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của đường chung, cũng do một tay cậu tạo nên. Đây cũng là lý do vì sao cậu sợ hãi không ít hơn Doãn Cam là bao, lại nhất định phải dũng cảm tiến về phía trước. Không nhớ cũng không sao, đường chung hít sâu một hơi. Vậy chúng ta quên quá khứ đi, bắt đầu lại từ đầu, được không anh? Mưa vẫn còn rơi, Bàn tay gầm ô của Doãn Cam bỗng chốc căng lên. Tiếp đó, khóe miệng nở một nụ cười đầy chăm chọc, cảm giác trong lòng nặng nề mà tiêu điều, hệt như bầu trời mưa ngày thu. "Quên." Nói thật là nhẹ nhàng. Mùa thu là mùa ngắn nhất trong năm, cũng là mùa chứa nhiều ký ức nhất. "Quên ư? Sao có thể quên được đây?" Hết phần 1.